Một kinh này gọi là Hải Dương Chi Tâm Nguyên Rủa, trên ý nghĩa chính là một kinh mạnh nhất của Hải Công Chúa. Thời điểm đạo Lam Quang phóng xa, toàn bộ bầu trời ở trên băng hải đều tối đi, vô số lôi điện ở trong không trung lấp lóe, hoàn toàn có loại cảm giác như trời đất sụp đổ. Tuyết Đế, Băng Đế đều là sắc mặt thảm biến, Bát Sắc Huyền Băng Thảo run lẩy bẩy, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đã đình chỉ thi triển ra bạo phong tuyết cùng ánh mắt đờ đẫn. Đạo Lam Quang kia đã thẳng tắp hướng về đường Vô Đồng oanh kích mà đi. Tuyết Đế đương nhiên biết một kích này cường đại cơ nào, tự như là lúc trước nàng còn chưa trở thành hồn linh, trong lĩnh vực của mình toàn lực ứng phó thi triển sao Đại Hàn Vô Tuyết, chỉ là một kích thất sát, không phải vạn bất đắc dĩ. Siêu cấp hồn thú như bọn chúng tuyệt đối sẽ không vận dụng. Không thể nghi ngờ, Hải Công Chúa cảm nhận được uy hiếp to lớn đến từ đường Vô Đồng mới có thể không chút do dự sử dụng Hải Dương Chi Tâm như thế. Phải biết rằng lần này sử dụng Hải Dương Chi Tâm ít nhất phải sau một tháng mới có thể lại lần nữa sử dụng. Đường Vô Đồng lúc này phảng phất đã hoàn toàn tiến vào trạng thái của mình, đối với hết thảy ngoại giới toàn vẹn không biết, tùy ý để hào quang màu xanh lam kia hướng về mình đến gần, lại không có bất kỳ ý muốn chống lại. Kim quang lóe lên ngăn trước người của nàng, chỉ là sinh mệnh phản xạ chỉ thân lúc trước rơi vào trong tay trái của nàng. Thời khắc mấu chốt duy nhất còn duy trì thanh tỉnh cũng chỉ có Thiên Mộng Băng Tâm. Thiên Mộng đương nhiên biết rằng băng pha bản thân biến thành sinh mệnh phản xạ chi thuẫn tất nhiên là ngăn không được một kích này, nhưng hắn lúc này chỉ muốn tranh thủ một tia thời gian cho đường Vô Đồng. Một khắc này trong đầu quán hồi tưởng đến chỉ có một loại sự tình của vua hạo của một đường Vô Đồng, cùng với sự tình bản thân đi theo vua hạo về sau không chút dò dưỡng, cũng không có bất kỳ mục đích. Hắn lúc này chỉ muốn vì vua hạo thủ hộ đường Vô Đồng trong nháy mắt mà thôi. Cũng liền lúc này, vua hạo một mực ở vào trạng thái hôn mê, phảng phất bị lực lượng gì đó lôi kéo, hai mắt quán bỗng nhiên sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập ra khủng hoảng của mới quyết tuyệt. Đông Nhi, Vô Đồng, quang mang lóe lên, tứ đại hồn linh đồng thời bị vua hạo đánh bay một bên. Hắn cơ hồ là trượt lách người lên đến trước mặt của đường Vô Đồng. Vừa lúc làm quang cách đường Vô Đồng chỉ 3 mét, tay phải hắn giơ lên, liền từ bên trong tay của đường Vô Đồng nắm khóa sinh mệnh phản xạ chỉ thuẫn, sau đó đưa nó dùng sức quăng ra bên ngoài. Giờ phút này chỉ có hắn đối mặt với đường Vô Đồng, đôi mắt của vua hạo lại lần nữa khép kín, lại lần nữa lâm vào trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng cũng lúc này, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Hắn không biết hào quang màu xanh lam kia là cái gì, lần này của hắn thanh tỉnh ra thậm chí cũng chỉ hoàn toàn vô thức. Thế nhưng mà hắn thỏa mãn, hắn có thể vì người yêu của mình mà ngăn trở một kích, thời khắc trọng yếu nhất thanh tỉnh trong nháy mắt, còn có bất mãn gì nữa đây. Thiên Mộng Băng Tẩm một lần nữa hóa thành hình người, cũng đã lệ rơi đầy mặt, các đại hồn linh khác cũng đều phản ứng đi qua, cơ hồ đồng thời hướng về vua hạo phóng đi, ý đồ vì hắn mà ngăn cản một kích. Thế nhưng mà muộn đến muộn, Hải Dương Chi Tâm nguyền rủa đã đến sau lưng của vua hạo. Trong chốc lát, trong đầu ngũ đại hồn linh đều trống rỗng, bọn hắn đương nhiên biết vua hạo vì sao sẽ hất mình ra. Bởi vì lúc trước hấp thụ vạn năm huyền băng tủy, linh thức của bọn hắn đều rất là vững chắc. Nếu như vua hạo chết rồi, bọn hắn còn có cơ hội tìm đường khác, chít thì trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm sinh mệnh. Vua hạo là không muốn liên lụy bọn hắn. Hai công chúa mẫu nữ cũng đều ngây người. Trong nháy mắt, vua hạo không chút do dự hoàn thân ngăn cản trước mặt của đường Vô Đồng. Đối với mẫu nữ mỹ nhân ngư đều cảm thấy trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Cá nhân loại này vậy mà vì cứu đồng bạn của mình không tiếc lấy thân thể ngăn một kích, nhân loại như vậy thật sự hắn nên giết chết sao? Thế nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Công kích của Hải Công Chúa đã đến sau lưng của vua hạo. Hải Công Chúa không một chút nào cho rằng nhân loại kia dùng thân thể liền có thể ngăn trở một kích của bản thân. Hắn tất cả sẽ hóa thành mảnh vỡ dưới công kích này, mà nhân loại mang cho bản thân cảm giác uy hiếp kia cũng giống như vậy. Thời điểm băng cực chiến thần giam cách Hải Dương Chi Tâm nguyền rủa còn có một thước, quang đoàn màu lam đậm đã bắt đầu hiện ra gợn sóng dập dờn, khí tức cực hạn băng mãnh liệt từ bên trong đó phát ra, tiến hành chống cự. Thế nhưng mà một kiện hồn đạo khí uy lực dù có mạnh hơn, cũng phải do người sử dụng đủ cường đại mới có thể chân chính phát huy ra được uy lực của nó. Âm thanh vù vù trầm thấp từ băng cực chiến thần giam phóng ra, giống như là đang vì chủ nhân sắp gặp phải cực khổ mà ai thán vậy. Âm thanh thở dài khoan thai lúc này đột nhiên vang lên, nơi phát ra âm thanh chỉ là trước người của vua hạo. Ngay sau đó thì vua hạo liền hư không tiêu thất, giống như là một quả đạn pháo trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Đạo Lam Quang đã gần trong răng tấc, quả thực không thể nào đánh trúng thân thể của hắn. Đường Vô Đồng vốn yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, thế nhưng nàng lúc này phảng phất đã mất đi ý thức. Từ kim sắc long điệp dương ở sau lưng cũng đã biến mất, nàng mấp máy hai mắt giống như mỹ nhân bình tĩnh mà ngủ say ở không trung. Trước người của nàng, một thanh tam sơ kích lóe ra kim quang rực rỡ hư huyễn ở không trung. Hải Dương Chi Tâm nguyền rủa vừa vặn đánh trúng lưỡi kích của tam sơ kích, một đòn tương đương với một kích toàn lực của cực hạn đô la, vậy mà liền như là bằng tuyên tàn ra không thấy. Hải công chúa trợn mắt háo mồm nhìn chăm chăm Hải Dương Chi Tâm trong tay của mình, theo đó mà vỡ vụn.
Một bàn tay hư ảo trống rỗng xuất hiện ở trên bán tam sao kích, một đạo thân ảnh hư ảo cũng theo đó nổi lên. Mặc dù hắn chỉ là hư ảo, thế nhưng trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, nguyên bản hải vực sóng lớn cuộn trào vẹn mét vậy mà lập tức quỷ dị bình tĩnh lại. Rốt cuộc thì không có một chút gợn sóng, ngay cả dao động sóng biển bình thường đều biến mất. Hắn có một đầu tóc dài màu xanh nước biển giống như thác nước, một mực rũ xuống dưới chân, thân hình vĩ ngạn cùng bả vai rộng lớn, trường bào màu lam rộng lẫy phẳng phân có sóng nước dập dờn. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, ánh mắt lập tức sẽ bị màu lam thẫm này hấp dẫn, thậm chí toàn bộ linh hồn đều sẽ bị hút vào bên trong màu lam như biển cả thâm thúy vô tận này. Khuôn mặt nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, anh tuấn nhưng lại có một đôi mắt thâm thúy. Ánh mắt của hắn nhìn như trống rỗng, thế nhưng cũng giống như bao la vạn trường, ngẫu nhiên hiện ra một đạo tử ý càng rung động lòng người. Lại có một loại cảm nhận sát na phương hoa, lập tức sinh tử tịch diệt. Tuyết đế, băng đế, thiên mộng, băng tàm, bát sắc huyền, băng thảo, băng hùng vương, trong khoảng khắc đạo hư ảnh xuất hiện ra, toàn bộ đều ngừng kết xà giữa không trung, linh hồn thể của bản hắn lại không cách nào động đậy mảy may. Vũ Hạo lúc này bị ném đi cũng theo đó mà bình ổn lơ lửng ở giữa không trung. Nữ nhi của Hải công chúa, vị nhân ngư công chúa đầu đội ngân quang kia, toàn thân lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, cúi đầu, căn bản là không dám nhìn tới quang ảnh hư ảo. Hải công chúa Mỹ Lệ thì mở to hai mắt nhìn, tất cả vảy cá trên đuôi cá to lớn toàn bộ lóe sáng. Nàng đã phát hiện ra, bản thân mất đi liên hệ cùng với biển cả, tất cả liên hệ, lực lượng của bản thân càng lấy tốc độ khó mà hình dung được suy giảm. Thế nhưng nàng lại không có chú ý, mà là đem tất cả lực lượng chú ý của bản thân toàn bộ đều tập trung trên chuôi hoàng kim tam sao kích, cùng trên người quang ảnh hư ảo cầm lấy tam sao kích. Ngay là hai công chúa ngư điệu tràn ngập rung động, thế nhưng không phải sợ hãi mà là một loại hùng hậu mà khó mà hình dung. Không nên thương tổn bọn hắn, dẫn bọn hắn đi gặp tiểu nữ nhi của người đi, bọn hắn sẽ trợ giúp người, không nên bị kiều hận che đậy ánh mắt của người. Âm thanh ở bên trong quang ảnh truyền ra mười phần ôn hòa, nhưng nghe theo lời ở trong tai của mẫu nữ hải công chúa lại tràn ngập uy nghiêm. Quang ảnh cầm trong tay hoàng kim tam sao kích chậm rãi giơ lên, lập tức thì bên trên tam sao kích phóng ra kim quang óng ánh không gì sánh được. Lập tức biển cả rộng lớn vô ngần ở trong nháy mắt đó vậy mà hoàn toàn biến thành kim sắc, kim quang dập dờn, mỗi một đầu hải hồn thú ở trong biển phiến băng hải này đều cảm giác được tâm linh của chính mình được tịnh hóa, hết thảy tâm tình tiêu cực đều biến mất theo, trong đó cũng bao gồm cả mẫu nữ hải công chúa ở bên trong. Các nàng lúc này nội tâm một mảnh tường hòa, lại không có nửa phần kiêu hận. Quang ảnh hư ảo đi tới bên người của Đường Vũ Đồng, giơ tay lên cùng chiều sợ trên mái tóc màu phấn lam kia của nàng. Quang ảnh lóe lên, cùng hoàng kim tam sao kích cùng một chỗ hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong trán của Đường Vũ Đồng biến mất không thấy gì nữa. Mà trên trán của Đường Vũ Đồng, quang văn hoàng kim tam sao kích một lần nữa nổ lên, quang mang chỉ chợt lóe, lại lần nữa biến mất. Kim sắc ở trong nước biển dần dần phai nhạt, ngũ đại hồn linh ngưng trệ ở trong không trung cũng lần nữa khôi phục lại năng lực hành động. Mỗi một người đều có một loại cảm giác như trong mộng mới tỉnh lại vậy. Siêu một tiếng, Vũ Hạo đột nhiên hướng về biển rộng rơi xuống. Bởi vì lúc trước hắn bị quật bay ra rất là xa, cho nên khi mà hắn rơi xuống, các vị hồn linh đều có chút xa, mà Đường Vũ Đồng lơ lửng ở giữa không trung còn không có tỉnh táo trở lại. Vũ Hạo, Tuyết Đế lúc này gọi một tiếng, phi tốc hướng về Vũ Hạo bay qua. Mà lúc này Hải công chúa lại hướng về Vũ Hạo nâng lên cánh tay phải của mình, một đạo long quang thẳng tắp rơi trên người của hắn. Không, Tuyết Đế quát to một tiếng, tứ đại hồn linh cũng này đều là cấp tốc hướng về Vũ Hạo đánh tới. Thế nhưng mà bọn chúng lại thế nào, nhanh hơn được Hải công chúa phát ra long quang từ phía dưới đón lấy Vũ Hạo cơ chứ? Lam quang phủ lên, lập tức thuần phá thân thể của Vũ Hạo. Trong chốc lát, ngũ đại hồn linh đều cảm giác linh hồn của chính mình kịch liệt run rẩy một cái, khó nói lên lời, cảm giác sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra một khắc này mất đi Vũ Hạo đối với tương lai của bọn hắn là một loại đả kích như thế nào. Thế nhưng mà liền một cái trước mắt tiếp theo, trong con ngươi của bọn hắn lại lần nữa tỏa ra hào quang, lam quang thuần phá thân thể của Vũ Hạo hóa thành một tầng bọt khí màu lam, đem hắn ôm trọn ở bên trong, xu thế rơi xuống biến mất, làm hắn một lần nữa lơ lửng ở giữa không trung, tùy ý để cho Tuyết Đế bổ nhào qua. Tầng bọt khí không có bất kỳ năng lượng cường công kích cùng với phòng ngự, dường như chỉ có sức nổi mà thôi. Tuyết Đế cơ hồ lập tức một lần nữa xung nhập vào bên trong thân thể của Vũ Hạo, không chia lấy hắn. Ở trên mặt biển, băng lãnh cùng với lệ khí ở trong mắt mẫu nữ hải công chúa đã hoàn toàn biến mất, vầng sáng màu lam nhu hòa từ trên người của các nàng phóng ra bên ngoài. Hải công chúa hướng về Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Thật là có lỗi Tuyết Đế, nhìn qua trước đó chúng ta là thật sự hiểu lầm." Tuyết Đế lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lại lúc trước phát sinh ra hết thảy, cũng đồng dạng cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng ra nổi. Bởi vì cho tới bây giờ, trong lòng của nàng vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, bởi vì sợ mất đi Vũ Hạo mà sợ hãi. Đồng dạng cũng bởi vì từ đại cửu hồn kỹ của Đường Vũ Đồng
đồng dẫn động ra đạo quang ảnh kia mà sợ hãi. Thời điểm quang ảnh kia xuất hiện, vậy mà Trần Nam hết thấy hồn linh bọn hắn có dễ nói, tốt xấu chỉ là linh hồn thể, lực lượng nguyên bản đã sớm không có. Thế nhưng mà mẫu nữ Hải Công Chúa lại không phải như vậy. Tuy tu vi của Hải Công Chúa cũng có hơn 60 vạn năm, coi như đặt ở trên đấu la đại lục cũng có thể đi vào vị trí trước 4 của thập đại hung thú, nhưng ở trước màn đạo quang ảnh kia lại một điểm phản kháng đều không có. Đến cuối cùng là hồn kỹ như thế nào mới có thể sinh ra hiệu quả như thế? Điện Phủ Đồng lúc này đã một lần nữa mở ra hai mắt, trong chốc lát một tầng làm kim sắc quang vực lật xoé lên rồi biến mất. Vũ Hạo, nàng lúc này cùng gọi một tiếng, sau đó phi tốc hướng về Vũ Hạo vọt tới, ôm lấy thân thể của hắn. Lúc này thì Đường Phủ Đồng vẫn như cô xuất sao vũ hồn của bản thân, nhưng có thể thấy rõ ràng đệ cửu hồn hoàn của nàng đã biến thành màu xám, nếu như không cẩn thận nhìn thậm chí không cách nào phân biệt ra nó tồn tại. Mẫu nữ Hải Công Chúa thoát ly ra mặt nước, hướng về Vũ Hạo của một Đường Phủ Đồng bay tới. Các nàng lúc này địch ý đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần sắc áy náy ở trên mặt. Các nàng bay thẳng đến trước mặt của Đường Phủ Đồng, cung kính hướng về nàng khom mình hành lễ. Sứ giả Hải Thần tôn kính, ta vì hành vi trước đó của chúng ta mà hướng người tạ lỗi, ngay là chỉ dẫn của chúng ta, nguyện về Hải Thần quang huy vĩnh viễn chiếu rọi chúng ta. Đường Phủ Đồng hướng về các nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, bây giờ các ngươi hẳn là minh bạch chúng ta cũng không có ác ý đi. Hải Công Chúa vội vàng gật đầu rồi nói, có thể mời hai vị khách quý đến trong biển làm khách chứ. Lời nói trước đó của quang ảnh kia nàng nhớ kỹ một chữ, thời điểm nói ra câu này, trong mắt đã tràn ngập thần sắc vội vàng. Âm thanh bằng lãnh của Tuyết Đế từ Vũ Hạo bên đó truyền ra, bây giờ mới hiểu được đã muộn, Vũ Đồng chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn, nếu như không phải người vừa rồi thi triển ra năng lực, chỉ sợ người cùng với Vũ Hạo thành thức ăn cho cá. Hải Công Chúa lúc này sắc mặt đại biến cười khổ rồi nói, Tuyết Đế van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội đi, nữ nhi của ta đã sắp chết rồi, là lỗi của ta, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống nữ nhi của ta, vô luận để chúng ta trả giá ra sao ta đều nguyện ý. Âm thanh của nàng thê lương bi thương, Nhân Ngư Công Chúa ở bên cạnh cũng rơi lệ, cúi người hành lễ thật sâu. Vũ Đồng người quyết định đi, âm thanh của Tuyết Đế cũng hòa hoãn mấy phần, mọi người dù sao đều là hồn thú, hơn nữa trước đó Hải Công Chúa kể lại mâu thuẫn cùng với nhân loại, cuối cùng vẫn đả động nàng. Đường Phủ Đồng hướng về Hải Công Chúa nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, mang chúng ta đi xem con của người một chút đi. Hải Công Chúa vui mừng quá đỗi, hướng về Đường Phủ Đồng bái thật sâu, hai tay sau đó nâng lên, vầng sáng màu lam như hòa đem mẹ con các nàng cùng với Vũ Hạo Đường Phủ Đồng, toàn bộ bao phủ ở bên trong, hóa thành một cái bọt khí màu lam to lớn, sau đó hướng về trong biển rộng chìm xuống. Hải Công Chúa không hổ là những trưởng khống xà của phiến băng hải này, bọt khí màu lam sơ trên mặt biển, nước biển tự hành hướng về hai bên tách ra, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu ngăn trở, liền mang theo bọn hắn hướng về sâu bên trong biển cả chìm xuống dưới, áp lực nước biển nửa điểm cũng không cảm giác được, thậm chí còn có thể thong song hơi thở. Màu sắc nước biển dần dần trở nên thâm thúy, cảnh vật chung quanh chỉ có thể lựa vào trong bọt khí màu lam tản phát ra hào quang mới có thể nhìn thấy một chút, lại không thể nhìn xa. Tất cả hải hồn thú ở trong hải dương cảm nhận được khí tức bọt khí đều sẽ tự hành thối lui, tốc độ chìm xuống rất nhanh, ước chừng là 10 phút sau, tốc độ bắt đầu chậm lại. Phía xưa lại sáng lên, Đường Phủ Đồng định thần nhìn lại, trong mỹ mâu không khỏi toát ra vẻ chấn kinh. Sâu dưới biển, một mảnh kiến trúc như là cung điện yên tĩnh xuất hiện ra trước đó, kiến trúc tản mát ra vầng sáng xanh lam, đem mấy trùng rằm xung quanh chiếu sáng. Có thể thấy rõ ràng từ đầu mỹ nhân ngư kia lùi tới trước đó, mà kiến trúc ở trong đó toàn bộ đều dùng các loại san hô cùng với tài nguyên khoáng sản chân quý ở trong biển rộng kiến tạo mà thành. Mặc dù cũng không giống kiến trúc chân chính của loài người, nhưng cũng rất có đặc điểm hải dương. Ví dụ như Đường Phủ Đồng liền thấy được một đầu mỹ nhân ngư mới vừa từ bên trong một cái vỏ sò to lớn cao chừng 5 mét chui ra bên ngoài, nhanh chóng dù đang ở trong nước biển. Chỉ là thế giới đáy biển quả thật là quá hùng vĩ. Mẫu nữ Hải Công Chúa trở về, nhóm nhân ngư dù đáng toàn bộ đều ngừng lại, cung kính cúi đầu xuống hướng về các nàng hành tiến hành thăm hỏi. Hải Công Chúa khoa tay áo, những nhân ngư này mới một lần nữa bơi ra, nhưng lại tuyệt đối không tới gần, chỉ có một in có lá gan đặc biệt lớn mới có thể hiếu kỳ nhìn lấy Đường Phủ Đồng cùng với Vũ Hạo ở bên trong bọt khí,